Hello. Hello, hello. Chào mọi người. Đây là thầy Rồi. Đây rồi. Đây là Ben and Noble. Là một tiệm sắp. Tên sẽ tìm được tên này nó buộc tìm sách bán các vật, không phải sách không mà sẽ bán các vật dụng phục vụ cho vẽ. Mày nói chuyện đó, giờ đỡ ngồi đọc sách, lấy sách ra đỡ ngồi mua thì mình mua, còn không thích mua thì trả lại, để lại chỗ cũ, có báo nè, báo chí nè, cái khu này là khu báo chí sách vở để mình đem lại uống cà phê ngồi mình đọc. Nhạc nó mở nhiều quá, nhạc to, chỉnh sửa âm nhạc được không? Cà phê, ngồi đọc sách, mua cà phê mà uống nữa. Cà phê ở đây mắc, cái quán này nó bán mắc, trong cái sạp này nó bán mắc, cũng đỡ đỡ lắm, mua ly nhỏ cũng được. Đó. Rất là nhiều sách vở và các đồ chơi ít nữa, những đồ chơi mà gấu bông rồi vậy, những đồ thứ cái gì cũng có. Chơi vui vẻ và mình khỏe. Đây là tất cả những ngoài sách vở ra thì có quán cà phê và những thứ kia, nhưng mình
rồi giờ mình đi mua cà phê rồi để chuẩn bị đi về. Tại vì hôm nay là mình đi chơi